xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 6 tháng 2 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Còn giáp này chuẩn bị đón nhận những tin vui cát lành trên con đường chinh phục mục tiêu của mình nhờ có các tình nâng đỡ. Bản mệnh may mắn tìm được nguồn động lực to lớn để tiếp tục chinh phục ước mơ còn dang dở. Tình cảm, phân trình tình cảm chưa được như mong đợi, tuổi tỷ dồn hết tâm sức cho công việc, đồng nghĩa với việc sẽ hạn chế thời gian dành cho gia đình khiến cho tình cảm vợ chồng cũng không còn mặn nồng và gắn bỏ như khoảng thời gian trước. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, các hạng mục đầu tư đều sinh lợi nhuận, người tuổi tỷ có thể có được khoản thu nhập rủng rỉnh và việc chi tiêu nhờ đó cũng thoải mái hơn. Cẩn trọng, sử dụng rượu bia liên tục gây áp lực lên hệ tiêu hóa dạ dày tuổi giáp tỵ con đường tài lộc lý tưởng thoải mái chi tiêu theo ý muốn tuổi bình tỵ nên giữ thái độ bình tĩnh tỉnh táo trước những quyết định quan trọng tuổi mậu tỵ nên sớm lên kế hoạch đầu tư để tiền bạc sinh sôi tuổi canh tỵ tình duyên hài hòa đòi lửa yên ấm. tuổi nhâm tỵ nóng vội không giải quyết được chuyện gì con sổ may mắn số 46 sổ 8 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng có thể nói đây là khoảng thời gian thuận lợi để con dắp này thu gặt về cho mình những thành tựu nổi bật công sức thời gian mà những chú trâu bỏ ra trước đó từng bước được đền đáp xứng đáng bằng sự thăng quan tiện chức trên con đường công danh bổng lộc của mình tình cảm vận trình tình cảm gặp sóng gió tuổi sổ độc thân vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương trước những ngày hôm nay điều này càng làm cho bản mệnh thêm nản lòng chẳng trừ và cho rằng bản thân không đủ tốt tài chính vận trình tài lộc do giàu chính tài nâng đỡ cho thấy tín hiệu phượng phát về mặt tài lộc nguồn thu nhập chính ổn định có khả năng nâng cao trong khoảng thời gian sắp tới cẩn trọng không ai trên đời là hoàn hảo nên cũng đừng nên cầu toàn quá. Tuổi ất sửu nhẹ dạ cả tin nên tiền mất tật mang. Tuổi đinh sửu cần tỉnh táo và thận trọng trước các quyết định về tiền bạc. Tuổi kỷ sửu nên căn cứ vào thực lực bản thân để lựa chọn chính xác. Tuổi tân sửu tình duyên chắc trở do tình cảm đôi bên chưa đủ lớn. Tuổi quỷ sụ, nơi nói chuyện thẳng thẳng với nửa kia để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Con số may mắn, số 23, số 10, màu sắc may mắn, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 3. Tứ về ngày của tuổi dần công việc. vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ Dự báo người tuổi dần tự vực dậy được, có được sự mạnh mẽ sau nhiều lần pháp ngã và thất mại. Trong thời điểm khối lượng công việc tăng nhanh đáng kể như hiện tại thì những chủ hộ cần phải chủ trọng hơn tới vấn đề tinh thần của mình. Tình cảm, phần trình tình cảm có chút biến động. Còn giáp này không kiểm soát tốt cái tôi của mình nên dễ có những lời nói cách cư xử không trừng mực. Còn người độc thân nên hạ thấp tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời của mình để dễ dàng tìm được một nửa cho mình. Ta chỉnh, vận trình ta lọc khởi sắc, còn giáp này nên bắt đầu tỉnh tới các kế hoạch kiểm tiền dự phòng để nâng cao nguồn tiền cho mình. Cẩn trọng, xảy ra mâu thuẫn với tiểu nhân dễ bị ngãn đường cản lỗi. Tuổi giáp dân, tiểu nhân gây họa thị phi không đáng có. Tuổi bình dân, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, vu quan giả quà. Tuổi mậu dân, khó tránh được, bẫy rập do kẻ tiểu nhân sắp đặt. Tuổi tranh dân nên cần nhắc quyết định đầu tư kẹo thất thoát tiền bạc Tuổi nhâm dân không nên chủ quan với các vấn đề sức khỏe con sổ may mắn sổ 53 sổ 32 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi ngọ bổn tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi còn giáp này bộc lộ rõ chỉ thông minh, sự linh hoạt, nhạy bén của mình trong mọi tình huống. Cùng với sự nỗ lực của quý nhân và con giáp này có thể nhanh chóng hoàn thành được các nhiệm vụ được giao và xuất sắc ghi điểm trong mắt cấp trên. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc, đào hoa nở rộ giúp cho những chú mèo độc thân tạo được sự chú ý và cuốn hút ánh mắt của không ít nhiều người. Cách thể hiện tình cảm khéo léo và tinh tế chính là yếu tố giúp bản mệnh gây ấn tượng tốt với người đối diện. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống chính vì nhẹ dạ cả tinh mà còn dắp này cho người khác mượn tiền mà chẳng cần giấy tờ, kết quả là tiền mất tật mang. Cẩn trọng, đối diện với tình trạng khủng hoảng tài chính. Tuổi, ất mão, tinh thần hăng hái, sẵn sàng chiến đấu với mọi khó khăn. Tuổi, đinh mão, tinh thần trách nhiệm được đánh giá cao. Tuổi kỷ mạo có cơ hội thăng tiến cải thiện thu nhập. Tuổi tân mạo sức khỏe suy giảm cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Tuổi quỷ mạo người có tiền sự bệnh gan cần chú ý đến sức khỏe. Con số may mắn số 15, số 8, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc, Phận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hành thông. Tam hội cục nâng đỡ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của những chủ rồng khởi sắc. Quỹ nhân chỉ đường dẫn lỗi giúp cho bản mệnh nhìn ra được nhiều cơ hội thăng tiến quý bảo, nhanh chóng tiến lên các vị trí cao hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm khá hài hòa, tình cảm giữa tuổi thìn với nửa kia ngày càng bền chặt thẩm thiết. Cả hai đã dành nhau, cho nhau sự chân thành, không hứa hẹn tương lai sẽ ra sao nhưng các cặp đôi vẫn hết mình với cuộc sống hiện tại. Tài chính, vận trên tài lộc có điểm sáng, thiên tài che chở giúp sức cho con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày. Cẩn trọng, cơ hội nhiều đồng nghĩa với áp lực sẽ đè nặng thêm. Tuổi giáp thân, tránh suy nghĩ cứng nhắc độc đoán. Tuổi bính thân có thể gặp sai lầm lớn nhưng không lường trước hậu quả tuổi mậu thân nên lắng nghe lời khuyên từ phía của người đi trước tuổi canh thân cố chấp làm theo ý mình chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối tuổi nhâm thân tình cảm chắc trở hoài nghi gây rạn nứt con số may mắn số 27 số 40 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Cục diện tương hại khiến cho vận trình con giáp này ảnh hưởng rất nặng nề. Thị phi tranh chấp tại nơi làm việc gây ra cho con giáp này cảm giác mệt mỏi căng thẳng kéo dài vì không biết làm cách nào để thoát ra. Tình cảm, Vận trình tình cảm có chút vấn đề, tình cảm đòi lửa rạn nước đi ít nhiều vì lời ra tiếng vào của người ngoài cuộc. Thậm chí có kẻ đang lâm le tới hạnh phúc của bạn nên không ngừng tìm cách hãm hại. tài chính vẫn trên ta lọc vô cùng rực rỡ, thực thần chiếu mệnh đem theo nhiều may mắn trong việc làm ăn, hứa hẹn đây sẽ là ngày phát tài phát lộc dành cho người tuổi tỵ. Cẩn trọng, đêm bảo có họa thị phi đeo bám gây ảnh hưởng tới đường tiện thân. Tuổi ất tỵ công việc gặp nhiều rắc rối, công sức vất vả nhưng không được đền đáp xứng đáng. Tuổi đinh tỵ việc hợp tác làm ăn gặp nhiều trục trặc. Tuổi kỹ tỵ chú ý cách ứng sự của bản thân tránh chiêu trò của tiểu nhân. Tuổi thân tỵ gia đạo êm ấm, gia đình hài hòa. Tuổi quỷ tỵ nhận được sự cảm thông, quan tâm từ người ấy. Con sổ may mắn số 20, số 51, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 7. Tứ vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Phần trình công việc của những chú ngựa trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đàn sen. Do cỏ hùng tình cản trở nên con giáp này có thể bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề bởi những chuyện không đâu. Thiếu tập trung và sự nghiêm túc trong công việc là lý do ảnh hưởng tới hiệu suất. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng hành thông, đào hoa phượng giận lỗi khiến cho người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp cho mình. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng may mắn, may mắn gặp được duyên lành mà cần phải có thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên tiến tới hay không. Tài chính vận trình ta lộc bên ổn, may mắn nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà còn dắp này vẫn cân bằng tốt, kế hoạch chi tiêu cho mình. Cẩn trọng, điềm bảo có hung tin đeo bám, công việc gặp nhiều trở ngại. Tuổi giáp ngọ nhiệt tình, hăng hái giải quyết mọi khó khăn. Tuổi bính ngọ qua đông sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tuổi mậu ngọ, sự nghiệp đạt được bước tiến mới khi tập trung tối đa để hoàn thành. Tuổi canh ngọ có thể được thưởng nóng cho công sức đã bỏ ra. Tuổi nhâm ngọ, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp. Con số may mắn số 30, số 67, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi sửu. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi, công việc Phần trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Con đường thần quan tiến chức mở ra trước mắt, quả nhiên công sức và sự cố gắng của con giáp này không phải là vô ích. Người tuổi môi hạnh phúc với thành quả mà mình đạt được nhưng đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Tình cảm Vận trình tình cảm không có nhiều thay đổi, tuổi môi độc thân mãi mê lo gây dựng sự nghiệp mà không có nhiều thời gian để ý tới chuyện yêu đương. Nhưng nếu chẳng may bỏ lỡ mỗi duyên số tốt đẹp hiện tại thì rất lâu sau mới tìm lại được. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, chính tài năng đỡ giúp cho người tuổi môi có nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như mở ra cơ hội tăng lương thưởng cho mình. Cẩn trọng, tổn thương trong chuyện tình cảm vết thương chưa lành lại rửa máu tội ất môi tai lọc xa xúc tai khỉ khó bè tích tụ tội đinh môi kiếm tiền được nhưng khó được giữ lâu dài tội kỹ môi nên lắng nghe ý kiến của nhiều người xung quanh Tuổi tân môi mù quản tham lợi trước mắt có thể dẫn tới tiền mất tật mang tội quỷ môi chuyện tình cảm không được như mong muốn con số may mắn số 67, số 9, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức vả hung tin kéo theo sự xuất hiện của tiểu nhân quấy phá vận trình trong ngày của con giáp này các vấn đề rắc rối liên tục nảy sinh dễ làm mất tinh thần mức độ tập trung của người tuổi thân trong quá trình làm việc tình cảm vận trình tình cảm gặp trục trặc ảnh hưởng của cuộc diện ngày hôm nay báo hiệu có nhiều điều không may trong chuyện tình yêu mâu thuẫn bất đồng càng làm khoảng cách giữa các cặp đôi thêm xa nhau ta chính, vận trình ta lọc đi xuống bản mệnh không giữ được sự sản xuất trong những quyết định công việc khiến tiền bạc không cảnh mà bay cẩn trọng né tránh vấn đề không giúp cho giải quyết được chuyện gì tuổi giáp thân đau đầu vì tình cảm đứng giữa ngã ba đường. Tuổi bình thân, lý trí và trái tim không có tiếng nói chung. Tuổi mậu thân, chú ý tới các vấn đề bất thường của cơ thể. Tuổi canh thân, con đường tài lộc rộng mở, kinh doanh buôn bản thuận lợi. Tuổi nhầm thân, nắm bắt được xu hướng thị trường để có bước đi tạo bạo, thu lợi nhuận. Con số may mắn số 11, số 3, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi ngọ mời tử với hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra hành thông nhờ có quý nhân nâng đỡ mà còn giáp này có nhiều cơ hội thể hiện năng lực cho mình tinh thần làm việc tràn đầy nhiệt huyết và giảm chịu trách nhiệm giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm từ cấp trên tình cảm vận trình tình cảm kém sắc ngũ hành tương xung tạo ra nhiều xung đột mâu thuẫn giữa các cặp đôi Tuổi giàu và nửa kia không có sự thẳng thẳng cũng như chủ động giải quyết vấn đề nên mỗi quan hệ vẫn rơi vào bể tắc. Tài chỉnh, vận trình tài lọc dồi dào, các đầu khoản đầu tư sinh lời đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái và có phần dư giả. Cẩn trọng, hấp tấp, vội vàng nên khó tránh khỏi sai sót. Tuổi ất dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc do phân tán tư tưởng. Tuổi tinh dậu thiếu sự tập trung khiến hiệu suất công việc giảm sút. Tội kỹ giàu không nên mạo hiểm đưa ra quyết định tài chính. Tội tân giàu mối quan hệ gặp nhiều khúc mắc đứng trên bờ vực sụp đổ. Tội quỷ giàu nên quan tâm tới cảm xúc của nửa kia thay vì cổ chấp làm theo ý mình. Con số may mắn số 10, số 7, màu sắc may mắn màu xanh ngọc, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tứ ngày của tuổi tuốt Công việc Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ. Do đang cỏ quý nhân nâng đỡ nên con giáp này không cần phải gồng mình trống chọi với thách thức như khoảng thời gian trước. Nhưng bản mệnh trở nên giữ thái độ chủ quen vì sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tình cảm, vận trình tình cảm vượng sắc, tam hợp cục nâng đỡ đem tới cho con giáp này nhiều người sự chú ý của người khác giới bản mệnh nên tranh thủ thời gian này để làm quen đối với các đối tượng phù hợp. Tài chính, vận trình ta lộc vô cùng rực rỡ, thiên tài nâng đỡ giúp cho việc kinh doanh buôn bán có phần nhỉnh hơn sau khoảng thời gian trước. Cẩn trọng, không nên chủ quan hay coi thường người khác vì núi này cao còn có núi khác cao hơn. Tuổi giáp tuất, ta lộc may mắn được quý nhân phù trợ. Tuổi bính tuất, tìm được cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có. Tuổi Mậu Tuất nên tìm cách phát huy năng lực sẽ rất có lợi cho bản thân. Tuổi Canh Tuất nên quan tâm hỏi han và dành thêm thời gian cho người ấy. Tuổi Nhâm Tuất tình yêu rất cần sự chia sẻ dù có bận rộn đến đâu. Con số may mắn số 35, số 12, màu sắc may mắn màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu. 12 tử vi hàng ngày của tuổi hài công việc phần trình công việc của người tuổi hài trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng còn giáp này thể hiện tối đa thể mạnh của mình nên giành được không ít những cơ hội thăng tiến trong thời gian tới cấp trên đánh giá cao năng lực ấy và tạo cho bản mệnh nhiều cơ hội chuyển mình rực rỡ tình cảm vận trình tình cảm khởi vượng quý nhân trao gọi cho con giáp này nhiều cơ hội nên duyên với người tâm đầu ý hợp còn tình cảm vợ chồng ngày càng được dần trào thẩm thiết và có nhiều cơ hội để thăng hoa cảm xúc. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng do giàu, người làm kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có được khoản dư giả trong ngày. Cẩn trọng, đề phòng kẻ tiểu nhân chầm ngõ và phá hoại vận trình sự nghiệp. Tội ất hại, được mọi người yêu mến nhờ tính cách hiền hòa. Tội đinh hại, nên để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Tội kỷ hại, tuổi tiền có thể bị thất thoát do những lời đồn đoán thất thiệt. Tuổi tân hợi kinh doanh dễ gặp trục trặc bởi những kẻ ném đá giấu tay. Tuổi quỷ hợi người độc thân tin tưởng hơn vào tình yêu. Con số may mắn số 18, số 39, màu sắc may mắn màu xanh da trời, quý nhân phù trợ. Tuổi thân